Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở ngay chỗ là cửa hàng Quay Heaway Garway Hạnh Phước nha bạn. Ở địa chỉ là 303 Phan Đình Phùng. Phan Đình Phùng, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay vào đây quay cho mọi người xem là cái chỗ mà bán Heaway Garway nổi tiếng nhất của thành phố Biên Hòa nha. Ở đây là có anh chàng rất là đẹp trai, rất hài hước nha các bạn. 260 một con, 260 một con vịt. Đây bạn đây. Có bán lựa vịt nữa. Đây là bảng giá này các bạn. Hôm qua qua đây rồi, qua đây đông lắm mấy rồi. Hôm qua là đông lắm không? Chủ nhật đông rồi mấy ngày lễ đông. Dạ dạ. Hai bộ lòng bỏ chung đây nhá. Cao thủ chặt vịt ở Biên Hòa này có khác với các cao thủ ở chợ lớn không? Lớn một xíu. Dạ. Thấy là sao? Bẻ làm đôi xong rồi ta bên chặt. À, ở trong chợ lớn hình như ở phía trong nó có gì cái nấm mèo rồi có nhiều thứ trong đó. Cái nó để thời gian ngắn anh ơi, tại vì nó mèo. Nhưng mà to tính ra là ở Biên Hòa thì rẻ hơn với thành phố nhiều. Thì còn tới 300 mấy một con. 320. Bộ lông nhìn thấy hấp dẫn ha, đây nhậu ngon hết ta. Đúng rồi, lông, chân với lưỡi ta mới ăn nổi hết. Đây là lưỡi ta cá lấu nữa này. Lưỡi ta cá lấu. Thở cái chân. Dậu. Bóc lưỡi lên hả? Không, có gì có bột tê. Có đây bột tê rồi, ok rồi. À cái này cái lưỡi này ha. Bữa, mấy bạn bên em là nhậu là hay quen mua cái món này nè. Lưỡi vịt nè. Dạ. Còn đây là lưỡi tai phải nấu nè. Để chờ nó để anh quậy. Cái bằm này là đổ lên, đổ chân lên. Đổ chân lên đây nè con. Cô là chủ hả cô? Ship ship. Ship người sáng lập. Cái tiệm vịt quay này có tuổi đời bao lâu rồi chị? À, năm mươi mấy năm rồi. Năm mươi mấy năm luôn hả? Ủa cái lửa là mình mới ướp vào cái màu nó màu xá xíu là dấu xíu này. À dấu luôn kia. Gia vị của xá xíu. Ok. Độc đáo gì nữa ta, cái nước chấm. Cái nước chấm là mình tự làm như nhà. Nước chấm là mở nước chấm đi được quay món ăn. À, bí quyết hả? Đúng rồi, đó. Có cái điểm nhấn rồi đó. Nó khác hơn việc so với chỗ khác. Mọi người có đến chấm đi. Dạ. Ok. Rồi chỗ này là địa chỉ là 303 Phan Đình Phùng. Phường Thanh Bình. Phường Thanh Bình. Thành phố Biên Hòa Đồng Nai. mua heo dịch quay heo quay được giao lưu với anh chàng dẹp trai nè, có duyên cái duyên vô cùng đó. Thà Phương đã thà. Tiếng Thái, tiếng Thái. Tiếng Hoa kìa. Tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Thái nữa nha. Rồi bây giờ nói dùm 3 thứ tiếng đó là ví dụ như là mọi người đến ủng hộ cái quán của mình nói sao ta? Mọi người tiếng ủng hộ cái quán em nha. Yeah. Rất là thân thiện. Yeah. Quán em này đồ rất là vịt quay, rất là ngon nè. Yeah. Ngoài ra còn có vịt heo quay nướng da giòn nạc mỡ. Yeah. Đầy hấp dẫn. Mọi người hãy tới ủng hộ quán em nha. Biên Hòa, đường Phan Đình Phùng, số nhà 303 nha mọi người. Xin xì niềm ơn. Thôi rồi. Ok, cảm ơn.
Ok. Đẹp chưa? Nãy này nó kêu là một chục là bao nhiêu ta? Lữ á. Ăn dụng cái nha. Ngon quá, nhiều hấp dẫn quá. Bốc phải ăn dụng nữa. Đây. Đây là nãy là bao nhiêu cái chân? Ngon quá. Cái này là gọi là đặc sản của dịch quay Hạnh Phước. Thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Ủa cái lữ màu đỏ vậy hả? Ừ, ấy xá xíu á, cái nước xá xíu á. Nhìn hấp dẫn không? Chân quá chừng luôn. Và nói là đặc sản là chân mà. Kêu rồi. Hồi nãy kêu cho quay cái cách làm nước chấm bí quyết, không cho bí quyết. Yeah. Ừ. Nước chấm là bí quyết của ta mà. Không, cái này giống xá xíu rồi ha. Đây đi. Có bánh nữa, hình như. Hình như cũng giống như thế này luôn, chỉ một đống. Ê, hả chưa? Ăn rồi bê Lan. Ừ. Cái gì mà nó đỏ đỏ vậy? Cái lử hả? Chị qua đây cho ăn cái dưỡng thì con dao nè. Qua đây giùm em cái. Qua đây chị. Sao nó có hai cái càng vậy? Hai cái rau đều mình lôi cú hỏng nó ra đó chị. Ừ. Cái này không có nước tương hả? Cái này là người ta không có ấy cái màu của xá xíu vô cho nên nó nhìn thấy. Nó sáng vừa ăn được luôn. Ừ. Cái mũ á. Sao? Cái mùi vị của. Kêu rồi. Sao? Sao Lan? Thử mức đi lên nào. Đây. Cái chân vịt mềm. Ý tôi nói, cái chân vịt mềm đó hả? Cái vịt mềm. Ừ. Nó có mùi vị không? Không, nó có mùi. Không có mùi vịt hả? Ăn như gì vậy? Đổ dịch nè. Phải không biên. Thấy, mua chụp 2 ngàn cái đá bi đi đem hai lông bi ra uống rồi. Ăn này mà không uống bia là ổn lắm. Còn Thảo Loan không? Thảo mua cho uống hả? Ừ. Còn Thảo Loan mua cho uống. Nên lên thôi. Ừ. Nên cái cục nó mua, nó hai ngàn đá bi á. Ăn lửa rồi Dung. Đá chiên á, đá cục á, đá bi với phải không? Không. Không, y như hai phiếu luôn á. Sao? Xíu. Ừ. Cái này nó hấm rồi, nó hấm rồi. Lỡ dịch xíu. Làm thôi. Dịch xíu. Đặc sản của ta mà. Đặc sản. Cái này là mờ gà này. Ừ. Ngon quá. Không? Không ăn cái này. Ngon quá. Không no rồi. Có này. 2, 4, 6 lòng bia, đứa uống lòng bia à. Cho mày xỉn luôn nha. À, hộp cái này, con lông bia nữa, uống luôn. Ủa, xỉn hộp luôn. Đây. Đặc sản ở Biên Hòa nè. Hả? Sáng luôn hả? Ủa, nãy là Nhung, nãy một chục là nhiêu ạ? 30 ngàn. 30 ngàn một chân dịch hả? Một chục chân dịch hả? 35 ngàn một chục chân dịch. Ừ, còn lỡ dịch. Còn cái này á là... Mờ á? Mờ là 15 ngàn bộ. Ừ. Ừ. Còn lỡ? Lỡ là nhiêu? 35 ngàn. Hà nó mà review nó là review quán là sản tiếng rồi. Dịch quay Hạnh Phúc hả? Ừ, dịch quay Hạnh Phúc. Nổi tiếng nhất của thành phố Biên Hòa tới đây mà. Nổi tiếng nhất Hạnh Phúc là đến hôm nay. Câu nhiệm nuôi dứt lá. Còn nhiệm nuôi dứt lá. Ê Đông. Con nào mà nuôi thì dứt lá. Cho bà biết lá đợi ăn mì, ăn mì. Mình ăn thịt. Ăn đi quay ông cho. Thôi được rồi, em ăn đi. Chủ yếu là anh quay review Nhung ăn thế nào. Review. Mua đâu nè. Đi quay nhan sắc của chị Như. Ừ. Trong người ta nhìn tỏi á. Ồ, ngon quá, hai chị này ăn ngon hơn. Nhưng mà ăn bánh mì ngon, ăn lử dịch chứ, ăn bánh mì ngon nha Nhung. Ta hỏi nè. Ừ. Nói chuyện nữa, đập nhỏ ăn bánh mì xong luôn rồi. Ừ. Ok. Đúng. Đâu vậy? Này không có nhu cầu quảng báo. Mình có bánh thằng á. Ừ. Mình có bánh thằng á. Mấy lần. Chút bỏ hút đó mà lộn. Ủa bánh quên lộn anh ăn thà. Là biển này, biển đó.
Sao sáng nay ổn vậy anh? Thấy báo gì nữa? À, bị cấm chạy xe máy hả? Đưa lưỡi đen ngăn cho. Đâu có đổ đâu, cắt lưỡi. Ôi nhưng mà cái anh chàng ấy dễ thương lắm nha. Chu Tánh. Mấp 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 mấp. Xong mất tiền. Em mới nói em qua. Em ăn thấy. Em qua ăn chậm hai cục. Em ăn. Bỏ quay. Cái xong em thấy còn. Cô là buffer đứng, buffer lửa dịch. Nhưng mà vậy mà cái tô mất tiêu, dịch mất tiêu. Đồ anh bàn đây mà, buổi chiều đồ anh bàn đây mà. Nhưng mà ngon quá anh. Rồi ngon tuyệt vời luôn á, y như xíu xíu vậy á. Giống như vũ nữ chân dài vậy đó. Đúng ha. Hợp lý ha. Tính ra thì chúng. Nhưng mà hôm qua cái nước chấm hôm qua ngon hơn. Nhớ dịch quay gì. Trời ơi, nay chị sung quá chị. À, phỏng vấn gì Bích là ăn cái lưỡi vịt ngon. Ngon hơn cái trên kia không thấy? Ngon hơn trên kia không? Lạ hơn không? Ăn miễn phí chỗ nào cũng ngon hả? Ừ vậy hả? Cảm ơn thầy nha. Em ăn cơm chay 10.000 đồng đó. Sao mày không báo trước tao, tao nhịn đói, tao ăn thịt vịt mày. Em đó này ăn trưa nha các bạn. Em ăn no rồi, em đó là buffet trưa á. Có gì đây không trời? Vậy. Không được chay có gái dụ. Thái nè. Có xương đây nè. Giờ giờ đeo đó gái. Ngon quá. Thôi mời mọi người ăn trưa nha. Ngon quá các bạn ơi.